Hello xin chào anh em nhá. Hôm nay mình sẽ review một chiếc đồng hồ đa năng. À đâu, một cái bút đo điện đa năng chứ. Thì mà nó có thể gói gọn được tất cả những cái tính năng mà của một cái đồng hồ đa năng có ở trên thị trường, nó gói gọn trong một cái bút như thế này. Ở đây thì mình có một cái bút đồng hồ đa năng thì nó có thể đo được tất cả các con này, dòng điện AC DC này, cũng như là đo tù điện trở hay là đo Hz và có thể đo được nhiệt độ hay là độ ẩm luôn. Nói chung là về cái bút đo điện này thì nó gói gọn của một cái đồng hồ đa năng nó vào trong một cái bút thế này. Ở đây thì mình có một cái bút cực kỳ nhỏ luôn Và nó hình dáng thế này các bạn ạ Thì ở video này mình sẽ test thử cũng như là bung ra hoàn chiêm ngưỡng nội thất bên trong của cái bút đo điện này nhé Để xem thử là những cái tính năng cơ bản của chiếc đồng hồ này nó có chính xác hay không Cũng như là bên trong nội thất của cái bút này như thế nào Ok thì bây giờ mình sẽ cùng mở hộp và test thử bạn xem luôn Ở đây thì mình sẽ có một cái hộp bên ngoài nó như thế này con này thì nó có model là MT007 Pro các bạn này. Bây giờ mình sẽ rạch seal ra nhé và xem thử tất cả những cái nội thất bên trong là nó như thế nào. Bên trong thì các bạn sẽ có một cái bút từ điền đa năng kiểu như thế này. Đây là hình dáng nhé và đây là một cái dây âm để các bạn kẹp và đo ở vị trí âm này. Về tất cả những cái linh kiện thì nó chỉ có như vậy thôi các bạn ạ. Và chỗ này là một quyển sách hướng dẫn. Ok thì mình sẽ bỏ qua cái này một bên nhé Đây là toàn bộ ngoài thất của chiếc bút này này Ở đầu cái bút này các bạn sẽ có một cực dương Để các đo về cực dương nhé Và dây âm thì các sẽ gắn ở vị trí trên này Đây Đó Các sẽ gắn dây âm trên này Chỗ dây âm này các bạn có thể kẹp vào main này Hoặc là kẹp vào nguồn âm nhé Và cái bút này thì nó sẽ chạy một viên pin là AAA 1.5V Chính là cái bưng đúa này các bạn ạ gắn vào vị trí này này đấy khi bật lên thì nó sẽ có chức năng là auto đầu tiên luôn này để chuyển đổi các cái chức năng đo thì các bạn sẽ ấn vào nút đỏ này nhé ấn một cái một ví dụ như cái đầu tiên là đo điện dc này cái thứ hai là đo điện ac này và tiếp theo là sẽ đo là chỗ này là auto gì nhỉ auto à cái này mình không rõ các bạn ạ tiếp theo nữa là đo điện trở này cũng như là đo ốt luôn ở chỗ này thì nó sẽ là đo nhiệt độ các bạn đo độ ép này và cuối cùng là đo hz nhá và ở dưới này thì nó sẽ có hai phím như là phím hold này để hold lại cái thang đỏ các bạn đấy và một cái phím này là chuyển đổi các cái thông số mà trong đây mình không đọc được các bạn ạ Rồi, mấy cái chức năng này thì hiện tại là mình chưa rõ này nhưng mà ấn giữ cái này là bật đèn nhá ở bên dưới này nó sẽ có một cái đèn pin này để quan chiếu vào mạch các bạn đo ấy cái đèn này thì nó không được sáng cho lắm. Rồi thì toàn bộ nó chỉ có như vậy thôi. Bây giờ mình sẽ test thử xem cái khả năng đo của con này xem ra là nó có chính xác hay không nhá. Trước tiên là mình sẽ cắm cái dây âm vào này. Và đây là thang đo âm. Cái này thì còn có thể kẹp ở những cái vị trí trên main đấy hoặc là còn dí vào main. Ở đây mình sẽ chuẩn bị là một cái nguồn để mình sẽ xem thử là hai cái thông số của trên này nó có chính xác hay không nhé. À, mình sẽ đo với cái khả năng là auto nhé các bạn Để xem là thang auto này thì nó có cho chính xác hay không Ở đây mình đo là 11,57 này Thì trên đây nó báo là 11,59 Thì gần như là chính xác luôn nhé các bạn Chính xác gần như là 99% luôn Các cái đồng hồ đo các bạn cũng như vậy thôi Tiếp theo là mình sẽ đo với điện xoay chiều nhé Là cái điện lưới gia đình hoặc là điện xoay chiều ở đây mình sẽ đo thử với điện lưới nhá, vẫn ở cái thang auto này luôn. Các bạn muốn đo cái que này nó dài ra thì còn tút mấy cái đầu này ra này, ở bên đây cũng vậy nhá. Đây mình sẽ cắm vào điện lưới này. Vẫn là để thang auto nhé các bạn. Đây, 225 V các bạn ạ. Ở đây thì mình đang để thang điện là auto các bạn này và nó đo là điện AC và cái nguồn điện của nó là 220 các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ thử đo cái tính năng là đo Hz nhá, xem thử như thế nào. Về cái đo tần số này thì mình chỉ cần cắm cực âm vào là nó có thể đo được luôn các bạn ạ. Đó các bạn có thể thấy này, 50 Hz này, không cần cắm hai cực nha các bạn. Chỉ cần cắm cực âm vào là nó có thể đo được luôn. 49,99 này, 50 Hz. Chính xác luôn nhé Đây mình rút ra này. Mà cắm cái cực này thì nó sẽ không được các bạn ạ. Đó. Cắm cực dương là nó sẽ không đo được đâu được đâu nhá. Đấy. Cắm cực âm thì nó sẽ đo luôn, chính xác luôn. 49,99 Bây giờ mình sẽ thử với những cái tính năng như là đo tù này Đo điện trở này Để xem như thế nào Ở đây mình sẽ có những cái con điện trở như là 330 ohm các bạn này Đó Mình sẽ đo thử con này nhé 330 ohm Xem thử là như thế nào Mình sẽ để là cái thang auto cho dễ đo nhé các bạn Đó chính xác luôn các bạn ạ 330 luôn này 324. Ở đây thì uh, do là mình uh, mình để trên mặt bàn này mình đo ấy, nó không được chính xác lắm uh, tuyệt đối lên cho lắm con ạ. Đây, 327 này. Đúng là 330 luôn nhá, do là cái bàn của mình nó cái con là uh, điện trở này nó khá là bé con ạ, nên là mình uh, đo nó không được uh, chính xác cho lắm. Bây giờ mình sẽ thử với con là 22K này nhá xem thử như thế nào mình sẽ để ở cái vị trí này cho bạn dễ nhìn nhất này đấy 21,75 con ạ là cũng đúng như là 22 k luôn đấy nó chênh nhau khoảng một xíu cái này thì mình nghĩ là do chất lượng của điện trở nữa bây giờ mình sẽ thử đo xem là cái thông mạch của nó nhá cũng như là đo cái cuộn cảm này luôn cái này mình nghĩ là nó sẽ nhảy sang là cái thang thông mạch các bạn ạ đó nó sẽ nhảy là sang đo thông mạch nhá không ôm qua này trong này thì nó vẫn có một cái còi pip riêng các bạn ạ ok thì như vậy mình cũng đã đo qua cho bạn xem mà một vài thông số của cái bút này rồi thì về cái bút này thì nó sẽ có đầy đủ hết những cái tính năng của một cái đồng hồ đa năng mà nó có các bạn ạ bây giờ thì mình sẽ bung cho bạn chiêm ngưỡng nội thất bên trong của cái bút này nhé để xem thử bên trong này nó có những gì trước tiên thì mình sẽ tháo viên pin này ra này Ở đây chính là nồi thất bên trong của cái bút này Thì đây các bạn sẽ có một cái còi thạch anh này Một chỗ IC để nó điều khiển tất cả những cái mạch này à, Chỗ này hình như là một cái rơ le các bạn ạ Một cái rơ le 3V nhé Rất là nhỏ luôn này Rơ le DC 3V À một cái rơ le này nó khá là hay đấy các bạn ạ Lần đầu tiên mình thấy Một cái rơ le mà nó bé thế này à, Chỗ này sẽ có những cái con điện trở công suất này Để đo những cái con điện trở này Thì nó sẽ đảm bảo là cái nguồn điện nó không bị phóng chết con IC này trên đây là cực âm ở dưới này là cực dương bên sau cái con IC này thì nó chính là cái màn thôi nhé các bạn không có gì đâu đây, mình cũng sẽ tháo luôn cho các bạn xem nhé bên sau này thì nó vẫn có thêm một vài con IC đấy các bạn chỗ này này Đó, những cái con IC để nó kiểm soát này đo công suất chẳng hạn và một cái đèn LED màn hình ở chỗ này Chỗ này nó sẽ có một cái màn hình ở vị trí này này. Đấy. Toàn bộ nó chỉ có như vậy thôi các bạn ạ, không có gì nhiều đâu nhá. Số này cũng có thêm hai cái đèn nữa, mình không biết hai cái đèn này nó có nhiệm vụ gì, mà cái chỗ màu trắng trắng này các bạn ạ. Mình nghĩ là cái đèn bật để chiếu sáng, nghĩ là như vậy. Rồi, ok, thì như vậy mình cũng đã mở hộp cũng như là test thử quản về một cái bút đo điện đa năng mà nó khá là nhỏ gọn các bạn có thể mang đi ở trong người rất, là nhỏ gọn luôn nhé và nó có thể đáp ứng đủ tất cả những cái tính năng mà các bạn cần để đi em đi sửa chữa này hoặc là đo hang gì đấy thì các bạn nghĩ gì về cái đồng hồ này các bạn cứ comment ở bên dưới video nhé và link mua chiếc đồng hồ này thì mình cũng để trong phần mô tả luôn còn bây giờ các bạn muốn mình mở hộp hay là trải nghiệm những sản phẩm nào các bạn cứ comment ở bên dưới video và đừng quên là đăng ký kênh gì cũng kênh chế đồng hồ mình nhá chào các bạn